Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh truyện Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Phải lòng chúng giả của tác giả Thanh Nhàn Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Dương Phong lái xe được một đoạn thì nhìn sang thấy Ái Như không nói gì, khuôn mặt lại buồn bã. Không biết Ái Như có tin những gì Nhật Vi nói không, nhưng anh không muốn Ái Như hiểu lầm. Anh liền tấp xe vào lề nói. Ái Như, em đang suy nghĩ những lời Nhật Vi nói à? Anh không có làm chuyện gì có lỗi với em hết, em tin anh được không? Ái Như có chút buồn bã nhưng cô cố bình tĩnh nói. Dạ em tin anh con người Nhật Vi như thế nào em cũng biết, anh đừng suy nghĩ, nhưng giờ Nhật Vi có thai thật thì sao anh? Nhưng không phải là con anh, hôm đó anh gặp đối tác họ ép anh quá, vì hợp đồng nên anh cậu uống sai. Nhưng anh làm chủ được bản thân mình, bây giờ chúng ta về công ty làm việc, anh sẽ qua đó nói với giám đốc bên đó để xem Nhật Vi thế nào. Nếu nói dối anh không để yên đâu, em yên tâm đi nhé. Ái như gật đầu, dạ. Ái Như dù tin tưởng anh nhưng vẫn có chút buồn. Nếu như sự thật Nhật Vi có thai, cô phải làm thế nào đây? Cô mới chấp nhận yêu anh, anh cũng yêu cô. Vậy mà Nhật Vi lại có thai con của anh thì cô phải làm thế nào? Cô phải chấp nhận nhường anh cho Nhật Vi để đứa bé có ba hay sao? Nhưng Dương Phong nói để anh giải quyết nên cô không muốn suy nghĩ nữa. Về tới công ty cô lặng lẽ bước xuống xe, để dương phong đi tới khách sạn đêm hôm đó cô chỉ mong điều đó không phải sự thật sao mặt buồn thế ái như cô ngước lên thấy chị yến đang đến gần cô cố tỏ ra bình tĩnh đáp dạ không có gì hết ạ à? trời nắng nên em có chút mệt thôi à nhưng sao đi một mình lúc nãy đi với sếp mà dạ anh phong đi có việc rồi chị thôi em lên làm việc nhé ừ em lên đi chị ra ngoài xíu đây dạ cô bước lên trên phòng làm việc tâm trạng lúc này cô không tập trung làm việc được cô đứng dậy rót ly nước uống một hơi rồi lấy lại bình tĩnh để làm việc cô nhìn vào điện thoại nhưng không thấy cuộc gọi nào của anh cô cảm thấy bất an trong lòng đột nhiên cánh cửa mở ra cô thấy dương phòng đang đi vào với vẻ mặt điểm tĩnh cô đứng lên đi tới chỗ anh sao rồi anh có xem được gì không ạ giám đốc đi công tác không có ở đó nên không xem được gì anh chờ vài ngày tới đó sao nãy giờ em làm gì thế dạ em làm việc ạ à. nhưng nếu là sự thật thì sao ạ à? anh có dương phong xen vào anh tin điều đó không thể thôi em vào làm việc đi chuyện đó để anh lo nhé đừng suy nghĩ anh chỉ có một mình em thôi nghe dương phong an ủi nên cô yên tâm phần nào cô đi tới bàn để tiếp tục làm việc Chiều hôm đó cô trở về phòng trọ trước Còn Dương Phong đi có việc Nên cô không thể đi theo Vừa vào tới phòng thấy Tuấn Khang Cùng với Mỹ Lệ đang ngồi chơi Cô định xả vờ không thấy Thì Tuấn Khang liền gọi Ái như Nay không thấy Khang với Mỹ Lệ ngồi đây à Sao đi thẳng thế Ái như quay lại khẽ cười Thấy hai người tâm sự nên vào trong nhà chứ Tuấn Khang chuẩn bị Qua nhà bà nội đưa ít đồ Ái như qua đó chơi không ngay tới nhà ba mẹ Dương Phong Cô sợ gặp mẹ anh lại trách mắng nữa Cô vội lắc đầu Khang đi đi Như mới đi làm về hơi mệt Nên muốn nghỉ ngơi chút xíu Mỹ Lệ năn nỉ Chị qua với em đi Một mình em qua đó ngại lắm Đi đi chị Tuấn Khang nói Qua đó chơi đi như Dù gì hai người tháng sau cưới Qua đó nhiều để có tình cảm tốt hơn Chứ nhiều đồ này Khang chở không hết mỹ lệ cũng cầm đồ rồi đi đi ái như ái như mặc dù không muốn nhưng giờ tuấn khang với mỹ lệ cứ đứng năn nỉ cô đành gật đầu chờ như chút vào cất đồ nha mỹ lệ cười tươi dạ chị đi cùng em nhé chị vào đi em chờ ạ à? ừ chờ chị một lát ái như bước vào phòng thay quần áo xong xuôi rồi bước ra ngoài đi cùng tuấn khang với mỹ lệ lái xe tới nhà ba mẹ dương phong trong tâm trạng hồi hộp vừa tới tuấn khang nói vào trong nhà đi khang dắt xe vào kia cho ái như gật đầu rồi cùng mỹ lệ đi tới cửa định nhấn chuông nhưng cô sợ vào gặp mẹ dương phong nên đành chờ tuấn khang đi vào tuấn khang dắt xe vào bên rồi đi tới sao không vào nhà trước đi còn đứng đây thế ái như liền nói Chờ Tuấn Khang vào cùng luôn Chứ như với Mỹ Lệ vào hơi ngại Ngại gì Sắp làm dâu ở đây còn gì Vậy để Khang nhấn chuông cho Tuấn Khang đi tới nhấn chuông cửa Rồi đứng cười nói vui vẻ Cánh cửa vừa mở ra thì thấy Nhật Vi Tuấn Khang cong mải hỏi Sao bà chị già ở đây Nhật Vi thấy Tuấn Khang thì có chút khó chịu Nhưng giờ ở đây cô ta không thể ghét ra mặt được Cô ta giả lạc cười tuấn khang à bắt đầu từ hôm nay chị ở đây sao bà chị già ở đây nhỉ lại muốn gì đây nhật vi nhìn ái như rồi nhếch môi cười ái như chưa nói với tuấn khang à ái như nhìn khuôn mặt cô ta kênh kiệu làm cô tức tối cô nói mắc gì tôi phải nói với tuấn khang tuấn khang liền hỏi có chuyện gì mà khang chưa biết à như nhật vi cười là do tôi có con với anh phong nên mới được về đây ở chứ sao tuấn khang ngạc nhiên lắp bắp hỏi có thai với chú vậy là sao có thật không vậy nhật vi nhách môi cười cậu nghĩ tôi nói đùa có con với anh phong nên tôi mới đến đây ở chứ giờ muốn vào nhà không hay ở ngoài tuấn khang bĩu môi chú tôi đâu phải dạng ăn tạp đâu mà có thai với bà cô già hay nói láo để về đây ở thế nhật vi Bì bình tĩnh nói không tin thì thôi tôi cũng không rảnh đứng đây giải thích đâu nhật vi nói xong quay người đi thẳng vào trong nhà để lại tuấn khang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra tuấn khang quay sang hỏi ái như chuyện này là như thế nào mà chú với chị ta lên giường lúc nào mà chị ta có thai được ái như thở dài nói như mới biết lúc sáng nay không ngờ cô ta lại làm trò này vậy như tin chú phong làm cho nhật vi có thai không ái như lắc đầu như cũng không biết phải làm sao nữa Lúc đó Như và anh Phong Không phải là gì của nhau cả Anh Phong có tới khách sạn đêm đó Nhưng giám đốc lại không có Đi công tác rồi Giờ Như chờ anh đến đó Để biết sự thật Chứ nhật bi cương quyết Con của anh Phong rồi Giờ Như không biết phải làm sao cả Như tin chú Phong không Chứ khang tin chú Phong Không làm gì có lỗi với Như Với lại anh chú không có tính đó nếu có chú đã chấp nhận Nhật Vi từ lâu rồi Không hiểu sao Nhật Vi nghĩ gì mà yêu chú Phong nhỉ Dù gì chú Phong là người yêu trước đó của chị gái mình rồi mà Như để chị ta ở yên đây à Ái Như thở dài Như chưa cưới làm sao mà cấm cản được Cô ta ở đây là mẹ của anh Phong chấp nhận đó chứ Tuấn Khang liền an ủi Yên tâm đã có chú lo Còn bây giờ vào nhà đi Xem chị ta diễn thế nào mà Như cũng lấy lại phong độ như lần trước Chọc cho chị ta tức đi chứ Để yên thế à Yêu vào thay đổi tính nết nhanh thế nhỉ Mỹ Lệ xen vào Anh cũng khác gì đâu nhỉ Cầm đồ cho em đi nặng quá Tuấn Khang đi tới Cầm hết đồ từ tay Mỹ Lệ Rồi cùng nhau bước vào Vừa vào trong Tuấn Khang gọi to Bà cố ơi Cháu Khang qua rồi đây Bà Lý từ trong bếp đi ra Nhăn nhó nói Khang Cháu bé bé miệng lại Bà ở trong phòng Tuấn Khang cười Bà cố ở trong phòng cháu gọi lớn cũng được mà Bà Lý Hay bà sợ Nhật Vi điếc tai Bà chị già đó Không những điếc mà còn bị mù Biết người ta có người yêu mà cứ phá đám Còn tới đây ở nữa Cháu nói bà Lý nghe phải tìm hiểu kỹ Chứ không nuôi con rơi ngoài đường không hay đâu bà Bà Lý tức giận khi thấy Tuấn Khang nói về mình như thế bà quát cháu qua thăm bà thì vào thăm chuyện của bà không liên quan tới cháu đâu tuấn khang nói cháu là con cháu trong nhà xã hội bây giờ không như xưa đâu có thể làm giả giấy tờ khám thai hoặc chỉ lừa để được vào nhà giàu thôi với tính cách bà chị già đó thì cháu cũng hiểu đôi chút bà lý nhíu mày cháu im miệng lại đi đừng để bà gọi cho mẹ cháu dạ cháu lớn rồi ạ à? nói với mẹ cháu cũng thế thôi chỉ mong bà lý sáng suốt nhìn ra sự việc chứ sau này lại hối hận đã muộn đấy ạ à. Tuấn Khang nhìn sắc mặt bác Lý đang tức giận liền cầm đồ quay sang Ái Như với Mỹ lệ chúng ta vào thăm bà đi Ái Như lúc này mới gật đầu chào bà Lý cháu chào bác ạ à. bà Lý nãy giờ bực Tuấn Khang nên không để ý tới Ái Như giờ nghe cô chào bà ta liền thay đổi nét mặt cô đến nhà tôi làm gì ở đây không ai đón tiếp cô đâu lời bà lý vừa dứt bà thanh đi ra cô nghĩ đây là nhà cô à cô dẫn đứa nào về ở trong kia cô có nói với tôi lời nào không bà lý liền nói con Vy nó mang cốt nhục của thằng phong là cháu của mẹ đó ai biết có phải cháu cố của tôi không nữa cô cũng tin người quá cơ bà lý nói nhật Vy là em của phương anh đó mẹ thằng phong đã làm khổ chị gái con bé giờ lại làm em gái con bé có thai bây giờ mẹ không chấp nhận con cũng chịu bây giờ con chỉ chấp nhận nhật vi thôi nó mang cháu của con bà thanh nhíu mày hỏi lúc trước cô nói chỉ có ăn ngọc là con dâu nhưng bắt ép được thằng phong không hay là muốn cháu hóa rồ cô hãy đưa con bé đó ra ngoài không tôi đi cho cô vừa lòng chứ tuấn khang đi tới bên cạnh bà thanh bà lý bây giờ chỉ có cháu nội nên không nghe bà cố nói đâu chúng ta vào trong phòng đi bà bà thanh gật đầu ừ có chết bà cũng không nhận con bé kia là cháu đâu nhìn cái mặt không tin được em gái của người yêu cũ của thằng phong nếu con bé đã còn sống chắc giành chồng với chị gái luôn quá nhật vi vừa đi ra nghe bà nội của dương phong nói làm cô ta tức lắm nhưng cố kiềm chế rồi thút thít nói bà nội sao bà lại nói cháu vậy cháu không như thế Chị cháu mất rồi Sau này cháu thấy anh Phong tốt với gia đình cháu Mặc dù chị cháu đã mất Nên cháu mới đem lòng thích anh ấy Chứ cháu không giành giật của ai hết ạ à? Ai là bà nội của cô Cô bỏ bộ mặt giả tạo đó đi Tôi sống đến bây giờ Nhìn người tôi biết thế nào rồi Với lại tôi tin cháu trai của tôi không làm gì cô hết Cô nghĩ lên giường với nó dễ dàng thế à Nếu dễ Nó đã lấy chị cô từ lâu rồi Bà Lý liền nói Mẹ con bé nó không làm gì sai cả Mẹ đừng nói như vậy được không Lỡ ảnh hưởng tới cái thai thì sao hả mẹ Bà Thanh dừng dưng đáp Nếu có thai thật Thì cô hãy đưa nó tới bệnh viện khám đi Cô chỉ thấy nó đưa giấy khám thai là cô tin à Cô tin chứ tôi không tin Vậy thôi nha Cô lo chăm sóc đứa cháu không phải ruột đi nha Tôi sống tới khi xem cô sáng mắt ra Tuấn Khang nói bà cố ơi đừng suy nghĩ nhiều trước sau bà cũng có cháu cố ruột thôi bà nhỉ đồ của bà cháu gửi lên cho bà đây bà thanh khẽ cười đưa lên cho bà làm gì để đó mà ăn đi chứ tuấn khang nói quà của bà chứ của cháu đâu ạ à? vào đi bà ở đây cháu chướng mắt quá đúng con ai và ngơ ngác làm như ai cũng tin bà nhỉ ừ vậy bà cảm ơn nha còn ai đây tuấn khang nắm lấy tay mỹ lệ giới thiệu đây là người yêu của cháu ạ. À. Mỹ Lệ gật đầu chào. Cháu chào bà cố ạ. À. Ngoan, cứ tưởng thằng Khang nó cũng ế như thằng Phong chứ. Nhìn xinh gái lắm đấy, khi nào cưới đó. Tuấn Khang nói, cháu nhường chú Phong cưới Ái Như rồi cháu cưới luôn. Bà Thanh cười to. Bà chỉ mong Ái Như là cháu dâu bà, chứ còn ai bà không ưng đâu. Bà biết thằng Phong yêu Ái Như nên bữa đòi bà nói với Ái Như ngủ chung phòng đấy chứ. Kiểu gì hai đứa cũng có cháu cố cho bà thôi Á như chỉ biết im lặng chứ không dám nói gì Cô khẽ cười thì bà nội đi tới nắm lấy tay Vui vẻ lên Tháng sau làm đám cưới chứ Cháu được mọi người chấp nhận chứ đâu như ai kia Nói có thai với thẳng phong ai tin Bà Lý tức lắm nhưng không nói được mẹ chồng Đành đi tới bên Nhật Vi an ủi Đừng khóc ảnh hưởng tới con Có cô đây rồi Cháu cứ yên tâm ở đây Trước sau gì thằng Phong cũng cưới cháu thôi. Nhật Vi gật gật. Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu sẽ cố gắng để con cháu khỏe mạnh ạ. Vậy mai cô đưa cháu đi khám xem sao nhé. Nhật Vi ngay tới đây liền lắc đầu. Dạ thôi ạ. Cháu khỏe rồi. Nên không cần đi khám đâu. Để tháng sau khám ạ. Chứ cháu mới khám vài ngày trước rồi ạ. Bà Lý gật đầu. Vậy cháu vào phòng nghỉ ngơi đi. Tí cô nấu ít cháu đem vào trong phòng cho lát sau anh Phong về, biết cháu ở trong phòng của anh có sao không ạ? À? Vơi lại anh Phong ghét cháu lắm, sợ đuổi cháu ra khỏi nhà không cô. Cháu cứ yên tâm, thằng Phong không dám đâu, với nó có nhà rồi nên không ở đây đâu. Nhưng anh ấy sẽ không chấp nhận lấy cháu đâu. Nãy cháu nghe bà nội nói tháng sau cưới Ái Như rồi ạ. À. Cháu đừng lo, đám cưới đó sẽ là của cháu và thằng Phong. Cháu cứ yên tâm đi nhé. Nhật Vi gật gật dạ cháu cảm ơn cô nhiều lắm cô ta khẽ liếc mắt vào bên phòng bà nội của dương phong mặc căm hận già dạ rồi còn muốn phản đối cô ta sao không chết quách đi đừng nghĩ thích ái như là được cô ta sẽ làm cho bà ta biến khỏi nhà này mới được cô ta nở nụ cười nham hiểm rồi õng ẹo đi vào trong để bà lý phục vụ mình biết thế cô ta nghĩ cách này sớm hơn chứ ở bên ngoài khổ chết đi được một lúc sau Tuấn Khang cùng với Mỹ Lệ đứng lên. Thôi, Ái Như ở lại chơi với bà nha. Khang đưa Mỹ Lệ về nhà luôn đây. Ái Như cũng muốn về nhưng bà nội Dương Phong lại không chịu nên cô đành gật đầu. Vậy Khang đưa Mỹ Lệ về đi, tí nữa như về sau. Ừ. Tuấn Khang cùng với Mỹ Lệ rời khỏi phòng thì bà Thanh nói. Ở lại đây ăn cơm với bà. Mà sao thằng Phong không qua đây? Dạ anh nói đi công việc nên cháu đi với Tuấn Khang qua đây luôn ạ à. Vậy ra ngoài ăn cơm cùng bà đi Tí gọi thằng Phong qua đón Cô gật đầu Dạ để cháu đưa bà gian tối nhé Cô đứng lên dẫn bà Thanh ra ngoài Thấy bà Lý đang nói chuyện vui vẻ với Nhật Bi Còn với cô thì mẹ Dương Phong nhăn nhó Cô thở dài rồi dắt bà nội đi ra Chợt nghe tiếng chuông bên ngoài Cô định lên tiếng thì Nhật Bi nói Để cháu ra mở cửa nhé bà lý nói cháu đang có thai cháu cứ ngồi đó đi để cô ra mở cho ái như vừa tới nói dạ để cháu mở giúp cho ạ à. bà lý không đáp gì mà quay sang nhật vi cháu cứ xem như nhà mình đừng ngại ái như ngại ngùng nên đi thẳng ra ngoài mở cửa ngạc nhiên hỏi sao anh lại đến đây dương phong cũng bất ngờ không kém liền hỏi em qua đây sao không gọi anh anh đi công việc xong ghé qua đây để nói chuyện với mẹ về việc Nhật Vi. Em về nhưng Tuấn Khang với Mỹ Lệ rủ qua đây đưa đồ cho bà nội. Dương Phong gật đầu. Ừ, vào nhà với anh đi. Ái Như liền kéo tay Dương Phong lại. Nhật Vi có ở trong đó. Dương Phong nhíu mày. Sao cô ta lại ở đây? Để anh vào xem sao. Dạ. Dương Phong bước vào thấy Nhật Vi đang ngồi nói chuyện với mẹ ở bếp. Anh liền khó chịu ra mặt. Nhật Vi, sao cô lại ở đây? Mau ra khỏi nhà tôi mau lên. Bà Lý lên tiếng. Mẹ cho con bé ở đây để tiện chăm sóc. Con có quyền gì mà đuổi con bé hả? Con không chấp nhận con bé thì cũng chấp nhận đứa con trong bụng chứ. Dương Phòng lạnh lùng nói. Đứa bé đó không phải là của con. Bằng chứng rành rành, sao con cứ chối bỏ vậy nhỉ? Nếu con không chấp nhận, mẹ sẵn sàng nuôi cháu của mẹ. Dương Phòng hết nói nổi với mẹ, anh liền nói mẹ thèm cháu tới mức không nhìn ra sự thật với con năm nay cũng không còn trẻ mà bắt mũi được đâu bây giờ nhật vi cô mau thu xếp quần áo ra khỏi nhà tôi mau lên nhật vi lắc đầu em không đi đâu hết dương phong gật gật được để tôi gọi ba mẹ cô lên đây nhé nhật vi lắc đầu không anh không được gọi ba mẹ em mà biết chắc không sống nổi đâu ba mẹ bây giờ chỉ có mình em em lỡ có thai với anh giờ ba mẹ giết em mất em không cần làm vợ của anh Anh để em sinh con ở đây được không anh Dương Phong nhất quyết không chịu Tôi nói rồi không là không Bây giờ ra khỏi nhà tôi mau lên Dương Phong đi tới kéo Nhật Vi đi Thì bà Lý nắm lấy tay Nhật Vi kéo lại Nếu con không muốn Nhật Vi ở đây Thì con chia tay ái như cho mẹ Không bao giờ mẹ chấp nhận cô ta Làm con dâu đâu Con sẽ không bao giờ bỏ ái như nếu mẹ không chấp nhận con tự cưới ái như không cần mẹ chấp nhận bà lý thở dốc khi nghe đứa con trai dứt ruột mình sinh ra mà không nghe lời bà bà loạn trọng té xuống nhật vi thấy vậy liền la lên anh có gì nói được không ạ bác có sao không bà lý chậm chậm nói bác khó thở quá nhật vi lo lắng hỏi có cần đi bệnh viện không ạ cần cháu ơi Nhanh đưa bác đi đi Bệnh tim của bác tái phát rồi Nhật Vi nhìn Dương Phong Anh Phong ơi đưa mẹ anh tới bệnh viện đi ạ à? Dương Phong đi tới Nhìn thấy mẹ khó thở Anh liền cúi xuống bế bà lên ghế ngồi Mẹ ngồi đây để con vào lấy thuốc Mẹ muốn đi viện Mẹ mệt quá Dương Phong hết cách đưa mẹ đi thẳng ra ngoài xe Anh đứng lại gọi Ái Như lên xe với anh Ái như liền đi tới thì bà Lý la lên. Mẹ muốn Nhật Vi đi cùng. Con muốn mẹ tức chết hay sao? Mà phải đi cùng cô ta hả? Dương Phong khó chịu nói. Vậy mẹ vào nhà đi, con gọi bác sĩ tới. Bà Lý vuốt ngực thở nói. Con muốn mẹ chết cho con vừa lòng đúng không? Ái như thấy vậy liền nói. Anh đưa bác đi viện đi ạ, à? em tới thăm sau. Dương Phong bất lực khi mẹ anh lại thế này anh nhìn Ái Như vài giây rồi nói Em về cẩn thận nha Anh gọi sau Ái Như gật đầu Dạ Nhật Vi từ trong nhà Lấy đồ đi ra thấy Ái Như đứng đó Cô ta đi lướt qua vai Ái Như Rồi quay lại nở nụ cười Ái Như nhìn Nhật Vi đắc ý Mà tức trong lòng Cô không biết vì sao bác ấy ghét cô đến thế Cô nghĩ là do Nhật Vi đã nói xạo Nên bác ấy ghét cô nhiều hơn nhìn xe dương phong rời đi lòng cô buồn vô hạn nếu như anh chọn mẹ mà rời xa cô cô không muốn nhưng cô chờ anh xem giải quyết sao cô dắt xe máy rồi lái về phòng trọ sau khi dọn dẹp xong xuôi cô nấu chút đồ ăn rồi lặng lẽ ngồi trên giường nhìn điện thoại mãi không thấy anh gọi cô liền bấm gọi hỏi tình hình của mẹ anh xem sao nhưng không thấy bắt máy cô nghĩ chắc đang lo cho mẹ nên không thể nghe máy của cô được cô đặt điện thoại lên bàn rồi bước ra ngoài đúng lúc gặp tuấn khang bước ra ngoài khang đang định đi đâu à tuấn khang quay sang thấy ái như liền hỏi vậy lúc nào thế tưởng ở bên đó chứ như về được một lúc rồi thế bây giờ như tính sao để chị ta lộng hành bên đó à như nói với chú phong chưa ái như nói nãy anh phong cũng qua gặp rồi anh phong đuổi nhật vi ra nhưng bác không chịu Giờ đang ở bệnh viện rồi Như gọi nãy giờ anh Phong không nghe máy Tuấn Khang nói Chắc chú đang bận nên không nghe thôi Hay bây giờ Như đi với Khang Tới bệnh viện thăm bà luôn không Á Như chần chừ định không đi Thì Tuấn Khang nói Dù bây giờ bà Lý không thích Nhưng Như phải đến chứ không sao này Lại trách thấy mẹ chú bị vậy Mà không đến thăm Yên tâm có Khang đây sẽ bảo vệ Như Ái Như khẽ cười Như mà cần Khang bảo vệ à chờ Như thay đồ rồi đi nhé. Tuấn Khang gật đầu. Nhanh lên, Khang chờ. Ái Như quay người lại, rồi vào phòng lấy quần áo ra thay. Xong xuôi bước ra ngoài cùng Tuấn Khang tới bệnh viện. Trước khi vào, Ái Như có mua giỏ trái cây đem vào. Hỏi thăm chị y tá rồi cô cùng với Tuấn Khang đến phòng hồi sức. Nhìn ngó xung quanh cô thấy mẹ của Dương Phong đang nằm. Còn Nhật Vi đang ngồi bên cạnh. Nhưng Dương Phong cô không thấy đâu hai anh đi về nhà rồi đang suy nghĩ thì tuấn khang kéo tay cô đi vào trong đi đứng đây ngó làm gì mà không thấy chú phong đâu ta á à như lưỡng thức đi theo tuấn khang đi vào phòng tuấn khang lên tiếng cháu chào bà lý lúc nãy ở nhà thấy bình thường sao giờ lại nằm viện rồi thế tim bà có sao không bà lý đang nằm nói chuyện với nhật vi thì nghe tiếng tuấn khang bà nhíu mày hỏi cháu tới đây làm gì hả về nhà đi Tuấn Khang cười rồi cầm giỏ trái cây đi tới. Tới thăm bà khỏe chưa? Còn mai mốt sự đám cưới cháu chứ? Cảm ơn, bà không chết sớm vậy đâu. Lời bà vừa dứt thì thấy Ái Như đứng ở sau Tuấn Khang. Bà liền khó chịu ra mặt. Cô tới đây làm gì? Muốn tôi đau tim thêm phải không hả? Đi về đi. Tuấn Khang xen vào. Ở đây là bệnh viện mà bà. Sao bà lại đuổi Ái Như về? Trước sau gì Ái Như cũng là con dâu bà thôi. Mình đừng ép buộc theo ý mình rồi bất hòa tình cảm mẹ con. Như ba mẹ cháu nói rồi đó, muốn yêu ai lấy ai thì kệ, miễn sao hai đứa hạnh phúc, ép buộc lấy người không yêu lại khổ chú Phong thôi. Hay bà Lý muốn chú Phong ế luôn bà mới chịu? Bà Lý lắp bắp nói, đi về luôn đi, chuyện của bà không liên quan tới cháu. Cháu cũng không muốn liên quan chuyện này, nhưng xét về mọi mặt cháu hiểu rõ bạn cháu như thế nào. Còn bà chị già kia tính tình thì kêu căng thảo mai nên chú không thích là phải rồi nhật vi nghe nói tới mình thì liền nói chị biết em không thích chị nhưng em không được nói chị vậy chị không có kêu căng thảo mai gì hết tại em không tiếp xúc nhiều với chị thôi tuấn khang dạp ở buồn nôn trong bệnh viện sao nghe mùi mắm tôm thối ôi là thối vậy nhỉ bà lý đau tim không được ăn mắm đâu bà lý liền nói mũi cháu bị sao à làm gì có ai ăn mắm tôm nhật vi tức đến đỏ mặt cậu ta dám nói mình là mắm tôm nữa chứ Cô ta nói Ý em nói chị là mắm tôm hả Tuấn Khang nhếch môi cười Tự chị nhận chứ ai nói Lêu lêu Nhật vì tức lắm nhưng có bà Lý ở đây Nên cô ta không thể làm gì được Cô ta ngồi xuống nắm lấy tay bà Lý Mà thút thít nói Cháu xin lỗi Vì cháu mà bác lại đến đây Với lại cháu không có tính đó đâu ạ à. Tuấn Khang vì không thích cháu Nên nói cháu vậy Nhưng cháu không để ý đâu ạ à bác nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ à. bà lý nắm lấy tay nhật vi an ủi cháu đang có thai lên giường nằm nghỉ ngơi đi tuấn khang xen vào giờ đang ở bệnh viện hay bà chị già đi khám xem sao đi nhật vi liền nói chị mới khám rồi bác sĩ nói không sao em tới đây để gây sự với chị thì thôi để chị về là được chứ gì bà lý nhìn tuấn khang cháu dẫn bạn đi về đi bà không muốn nhìn mặt cô ta đâu còn cháu đừng nói với Nhật Vi như vậy Bà không thích đâu đấy Dạ cháu nói đúng chứ không sai đâu ạ à. Bà cứ bênh chị ta đi Sau này lỡ hối hận Thì khi đó mất cả chị lẫn chài đó bà ạ à. Thấy bà khỏe rồi Thì cháu xin phép về đây ạ à. Chứ đứng đây nghe mùi mắm tôm Thấy khó chịu quá Tuấn Khang nói xong rồi Quay mặt đi tới chỗ Ái Như Thì Nhật Vi gọi lại Ái Như tôi có chuyện này muốn nói với cô Tuấn Khang quay lại nói Bà chị ra muốn gì thì nói đi Hẹn gặp Ái Như làm gì nữa Không phải chuyện của cậu Phiền cậu tránh ra đi Chị muốn nói với Ái Như Ái Như liền nói Chị muốn nói thì nói luôn đi Chứ lỡ may gặp riêng rồi chị lại dở trò gì nữa Bà Lý nghe vậy quát Nếu cô không muốn nói thì về đi Đừng để tôi thấy mặt cô ở đây Và ở nhà tôi nữa Không biết cô bỏ bùa gì Mà thằng Phong nó bên cô quá vậy Dương Phong từ ngoài bước vào nói vì con yêu Ái Như chứ không bỏ bùa gì hết Nếu mẹ đã khỏe Thì con đưa mẹ về nhà Bà Lý liền nói Bây giờ đủ lông đủ cánh Nên muốn làm theo ý mình Hà Phong Mẹ sinh ra nuôi con lớn tới tận bây giờ Con trả hiếu cho mẹ như vậy à Hay để mẹ chết con mới vừa lòng Dương Phong khó chịu ra mặt Mẹ đừng lôi cái chết của mẹ vào Con sẽ trả hiếu Nhưng không bằng cách nghe lời mẹ bao nhiêu năm mẹ ép con lấy an ngọc con không chấp nhận bây giờ mẹ nghĩ ép được con lấy nhật vi hay sao bây giờ nhật vi cô về với ba mẹ cô mau lên tôi đưa ba mẹ cô lên tới đây rồi nhật vi đứng dậy lắp bắp nói em đã nói ba mẹ mà biết sẽ giết em sao anh lại gọi ba mẹ em lên đây tôi muốn giải quyết rõ ràng ngay bây giờ còn chuyện cái thai cô đừng nói dối nữa tôi biết sự thật hết rồi tôi đuổi cô ra khỏi công ty là quá nhân nhượng cho cô vậy mà dám xảo trá việc mang thai giả với tôi bà lý nghe câu mang thai giả miệng lắp bắp mang thai giả con nói ai mang thai giả hạ phong nhật vi xen vào em có thai thật con của anh đó anh phong à giấy khám thai em đưa cho mẹ anh xem với anh cũng xem rồi mà tuấn khang nói bà chị già xảo trá ai mà tin ở đây là bệnh viện chị qua khám đi cho mọi người tin đúng không hay sợ phát hiện nên đứng đó cãi bướng nhật vi hét lên im đi không phải chuyện của em tuấn khang nhếch môi cười rồi nói với chú phong lần này chú phải làm mạnh tay triệt để tận gốc đi nếu không chị ta còn phá đấy dương phong không nói gì mà quay sang nói với nhật vi bây giờ hãy nói sự thật đi chứ nhật vi đừng để mọi chuyện đi quá xa lúc đó hối hận cũng quá muộn nhật vi cố chấp không nhận em có thai với anh thật mà anh phong đêm hôm đó em cùng anh ở khách sạn em có hình ảnh đây mà Dương phòng nhếch môi cười đúng là người trong ảnh là tôi nhưng cô đã bị lôi ra khỏi phòng sau đó có cần tôi gọi bạn tôi qua đây để đối chứng không khuôn mặt nhật vi biến sắc cô ta lắp bắp nói em em nhật vi chưa nói xong thì nhận ngay cái tát từ bà lý chát bà lý quát lớn cô dám lừa tôi hả cô được lắm nhật vi nhật vi lắc đầu lia lịa cháu không có vậy những lời dương phong nói là sao hả tôi không ngờ cô tiếp cận tôi để lừa dối tôi như thế này hả giọng nhật vi run lên cháu cháu xin lỗi tại cháu yêu anh phong nhưng anh ấy không yêu cháu chỉ có cách này cháu mới có được anh phong thôi bác ơi giúp cháu đi ạ đúng mắt tôi mù để nghe lời cô bây giờ cô biến khỏi đây mau lên dương phong nói con đã nói rồi con người nhật vi thế nào con mới không để mắt. Mẹ cứ nghe lời giờ mẹ đã sáng mắt ra chưa? Cũng may con đi tìm bằng chứng nhanh. Chứ mẹ cứ bên Nhật Vi chằm chằm. Nhật Vi không ngờ lại lộ nhanh đến thế. Cô ta không cam tâm lao tới chỗ ái như đang đứng hét lên. Cô vừa lòng rồi chứ. Tôi không nghĩ lại bại lộ quá nhanh. Tôi sẽ không để cho hai người yên đâu. Ái như bực mình với thái độ của Nhật Vi. Cô giơ tay lên tát vào mặt cô ta một cái. Cô nói. Tôi tát cho cô tỉnh táo lại. Cô nghĩ mấy trò này sẽ lừa người khác sao? Xem phim ít thôi. Đừng sống giả tạo lừa lọc như thế. Nhật Vy tức giận quát Cô im đi. Cô dám tát tôi. Hôm nay tôi sẽ sống chết với cô. Ai như bình tĩnh nói. Ở đây là bệnh viện. Chứ không phải ở nhà cô. Im lặng cho người khác nghỉ ngơi. Cô không chịu khám thai à? Quên. Cô đâu có thai đâu nhỉ? Hay qua khoa thần kinh khám xem có nặng không. Rồi đi chữa bệnh đi chứ. Tuấn Khang đi tới đứng bên cạnh Ái Như Giờ muốn về hay để tôi đưa đi khám khoa thần kinh không Xem nhẹ thì bị khùng Nặng thì bị điên Ái Như liền nói Hai bệnh đó như nhau mà Khang Tuấn Khang cười Nhưng sợ không có thuốc nào chữa được bệnh của chị ta đấy Nặng quá nặng Dương Phong thấy vậy nói Tuấn Khang cháu ra ngoài đi để chú giải quyết Toàn thấy cháu nói không đấy Cháu có nói nhiều đâu Thế bây giờ chú tính sao À quên không phải chú bà lý ơi bây giờ bà sáng mắt ra chưa cháu nói rồi mà chị ta làm gì có thai thôi cháu về đây ái như về luôn không dương phong nói cháu muốn về thì về trước đi ái như lát chú đưa về ái như quay sang nói tuấn khang khang về trước đi lát như về với anh phong nhé tuấn khang gật đầu ừ cũng may giải quyết nhanh gọn lẹ chứ không bà lý bị lừa dài dài ái như lắc đầu với tuấn khang đã về mà không quên khịa mẹ Dương Phong nữa chứ. Sau khi Tuấn Khang rời đi thì một cặp vợ chồng đi vào. Cô đoán đây chắc là ba mẹ của Nhật Vi. Cô không muốn tham gia vào chuyện này nên để cho Dương Phong giải quyết nên lặng lẽ bước ra ngoài. Nhật Vi vừa thấy ba mẹ bước vào cô ta liền sợ, thút thít nói. Ba mẹ tới rồi à? Bà Châu đi tới chào bà Lý rồi quay sang Nhật Vi. Nhật Vi, mẹ không nghĩ con lại sống đổ đốn như thế con biết dương phong là người yêu của chị con dù chị con đã mất con cũng không nên nói dối như thế chứ ba mẹ chiều con quá nên bây giờ con hư đến thế hả nhật vi đi về quê với mẹ không ở đây nữa nhật vi lắc đầu con không về đâu con phải ở đây ba mẹ muốn về thì về đó mà ở ông hùng nói không về cũng phải về chúng ta đã làm phiền dương phong đủ rồi để dương phong còn có gia đình riêng dương phong không thích con mà sao con cứ cố chấp quá vậy con muốn ba mẹ theo chị gái con luôn phải không nhật Vy hét lên cũng tại anh phong mà chị con mới mất nếu như chị không yêu anh phong bây giờ chị ấy còn sống đấy ba mẹ à còn ghét anh ta bà châu bằng hoàng hỏi lại vậy con đòi lên ở cùng dương phong không phải coi như anh em con muốn có dương phong để trả thù cho chị con hả nhật Vy gật đầu cười to đúng con không yêu anh ta Con muốn anh ta ở bên cạnh Để trả thù cho chị Nhưng anh ta lại không để mắt tới con Bà Châu nói Con điên rồi Bây giờ đi về với ba mẹ mau lên Nhật Vi lắc đầu Không con sẽ không về Con muốn ở lại thành phố Con không về nơi đó nữa đâu Bà Châu đi tới tát vào mặt Nhật Vi Mẹ đã mất đi một đứa con gái rồi Bây giờ mẹ không muốn mất đứa thứ hai nữa Con về nhà mau cho mẹ Nhật Vy lắc đầu lia lịa rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng để lại ba mẹ đứng đó. Bà Châu thở dài nói Tôi xin lỗi đã không dạy được con bé không nghĩ nó lại nghĩ ra trò mang thai để lừa lọc. Bà Lý mất bình tĩnh nói Biết tôi mong cháu nó dám lừa tôi như thế này hả? Mấy người được lắm. Dương phòng đi tới nói Bây giờ chuyện đã vậy rồi Cũng may mọi chuyện không đi quá xa Bây giờ mẹ khỏe chưa Bà Lý nói Khỏe rồi đưa mẹ về đi Chỉ ở đây gặp cảnh này mẹ lại bệnh thêm Bà Châu thấy vậy nói Thay mặt Nhật Vi cho tôi xin lỗi Lần này về tôi sẽ dạy lại con bé Bà Lý xua tay Cô cứ về đi May con trai tôi phát hiện sớm Chứ không bị lừa biết tới khi nào Trời ơi già thế này mà để bị lừa Dương Phong thở dài rồi nói Được rồi Giờ mẹ ngồi dậy con đưa về Tuấn Khang nói với mẹ xong rồi quay sang nói với bà Châu: Mọi việc cháu đã giải quyết xong, cô chú đưa Nhật Vi về quê đi, ở đây không được đâu. Ông Hùng gật đầu, cảm ơn cháu, chú sẽ đưa Nhật Vi về quê. Cháu giúp gia đình chú tới đây được rồi. Nay ngày dỗ của Phương Anh mà không yên, chào cháu. Thấy ba mẹ Nhật Vi rời đi, Dương Phong quay lại nói với mẹ: Bây giờ mẹ về được rồi chứ? Mẹ cũng hợp với Nhật Vi về khoản này nhỉ? biết diễn kịch đấy chứ bà lý thở dài nó đánh tâm lý mẹ thích cháu bây giờ đưa mẹ về đi bà đang đến đưa mẹ về con đưa ái như vậy đây chứ ở đây mẹ lại tay nghiến cô ấy nữa bà lý thay đổi nét mặt mẹ xin lỗi nếu mẹ bình tĩnh thì mọi chuyện không đi quá xa sao mẹ ngu mẹ xin lỗi là xong phải không mẹ xúc phạm cô ấy như thế nào mẹ nhớ chứ bà lý lắp bắp con đang trách mẹ sao Dương Phong bình tĩnh nói Con không trách Con đã nói cuộc sống của con do con tự chọn Nhưng mẹ nhất quyết không chịu Để rồi nhận kết quả ra sao Thời gian này con không về nhà Con sẽ làm đám cưới với ái như Mong mẹ chấp nhận con đi đây Lời Dương Phong vừa dứt Thì ba của anh bước vào Anh không nói thêm gì nữa Mà quay mặt đi ra ngoài Nhưng không thấy ái như đâu Anh liền gọi điện thoại Lại không thấy ái như ngay máy làm anh lo lắng trong lòng không biết lại đi đâu anh vội vàng đi thẳng ra khỏi bệnh viện thì thấy một đám đông đang tụ tập có một chút bất an anh liền lao tới chen lấn bao nhiêu người mới đi vào được trước mặt một cô gái tóc xõa xuống không nhìn rõ mặt nhưng quần áo trên người giống hệt ái như sự sợ hãi quấn lấy làm cho anh mất đi phán đoán mà hô lớn ái như anh gọi tên cô mà giọng run run cảm giác như có gì đó nghẹn ngay cổ họng, không nghe được tiếng hồi đáp, lại càng làm anh thêm hoang mang. Những người xung quanh thấy anh gọi tên thì đưa mắt tò mò nhìn anh, nhưng lúc này anh không quan tâm mà nhanh chóng lại gần cô gái đang nằm bất động. Anh hoảng sợ khi thấy khuôn mặt biến dạng đầy máu đang chảy. Cả người anh run lên, anh hoảng loạn đưa tay ra bế lên thì nghe tiếng gọi quen thuộc ở đằng sau, làm anh dừng hành động đó lại mà quay lại để nhìn thì thấy Ái Như. Anh nhìn cô như sợ mình nhìn nhầm, anh đưa tay lên dụi mắt, rồi nhìn lại thấy đúng là Ái Như bằng xương bằng thịt đứng ở đấy, thì cơ mặt anh mới giãn ra. Anh khẽ thở vào nhẹ nhõm anh nhìn cô hỏi: "Nãy giờ em đi đâu vậy hả?" "Nãy em đi mua ít đồ, vừa đi vào thấy anh lao tới đây." Người bên cạnh la lên: "Anh mau đưa người ta vào viện với kìa." Dương phòng thấy Ái Như không sao, nhưng giờ thấy cô gái người đầy máu anh cũng đang bế cô gái nên đành giúp đỡ đưa thẳng vào bệnh viện. Cũng may không phải là Ái Như, chứ anh không biết phải làm sao nữa. Đưa cô gái đó vào trong xong rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài, thấy Ái Như đang đứng đó, anh vội ôm lấy. Biết lúc nãy anh lo lắm không? Em đi ra ngoài không nói cho anh biết. Nãy nhìn cô gái đó dáng giống em, mà tim anh muốn rớt ra ngoài luôn đấy cô nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi áo thì đầy máu cô liền nói lúc nãy em thấy ba mẹ nhật vi đến nên em ra ngoài ạ giờ chúng ta về thôi quần áo anh máu không à dương phong gật đầu ừ giờ khỏi bệnh viện được một đoạn cô liền hỏi chiều giờ anh đi qua bên khách sạn kia sao không nói với em em không nghĩ nhật vi lại nghĩ ra trò này để lừa mọi người cô ta không yêu anh chỉ muốn trả thù cho chị gái mà làm những trò thế này dương phong thở dài suy nghĩ nông cạn nên mới thế nghĩ sao muốn ở bên anh để trả thù đúng là trẻ con chỉ trách anh lúc trước không nên cho nhật vi tiếp cận sẽ không có sự việc như hôm nay bây giờ em về nhà anh luôn nha ái như liền hỏi mẹ anh sao rồi ạ à? ba anh tới đưa mẹ về rồi em yên tâm đi anh thay mặt mẹ xin lỗi em anh không nghĩ mẹ anh lại nói những lời như thế ái như khẽ cười không sao đâu ạ à em hiểu vì sao mẹ không thích em nhưng anh yêu em là được dương phong nói anh nói rồi trong lòng anh chỉ có em anh không muốn mọi việc đi quá xa để làm em buồn dạ em hiểu mẹ anh nghĩ gì nhưng em không trách đâu ạ à. dương phong thở dài mẹ anh vì ham cháu quá với lại nhật vi tiêm nhiễm nói xấu về em nên bà mới thế chúng ta cưới nhau để có em bé cho bà nhé ái như khẽ cười rồi quay mặt đi ra ngoài một lúc sau Dương Phong lái về tới nhà, anh cùng với Ái Như bước vào trong, anh nói: "Em vào phòng thay đồ đi, anh vào sau chứ người em cũng dính máu rồi." "Anh cứ vào đi ạ, em qua phòng kia thay cũng được ạ." "Hay chúng ta vào cùng luôn, dù gì chúng ta cũng sắp là vợ chồng mà." Ái Như đẩy anh đi vào, "Anh vào trước đi, trong đầu anh chỉ có đám cưới không à, nghe em nào." Dương Phong cúi xuống hôn vào môi Ái Như không cho cô phản kháng anh bế cô vào phòng. Hai tháng sau, đám cưới diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người. Ai cũng vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng cô. Cô không nghĩ mình lại có được một người chồng như Dương Phong. Nhìn anh chăm sóc, lo lắng cho cô. Sợ cô mệt nên một mình anh lo hết đám cưới. Cô chỉ làm cô dâu trong ngày cưới. Cô lướt nhìn xung quanh thấy dì Quyên lặng lẽ ngồi một góc. Cô biết dì rất vui khi cô đi lấy chồng nhưng cuộc sống của dì bây giờ chỉ một mình ông bình từ lúc ly hôn có một số tiền không lo làm ăn rồi nuôi gái đến khi hết tiền công việc không có nên đang sống chật vật ở quê diệp dính vào tệ nạn môi giới mại dâm nên bị công an bắt số dì đã khổ bây giờ còn khổ hơn nữa cô đi tới ngồi bên cạnh dì ơi cảm ơn dì đã dành thời gian lên đây dự đám cưới cháu nhé dì quyên khẽ cười Mẹ cháu đã mất Không còn ai Chỉ mỗi gì Dì không lên đây sao được Cố gắng sống tốt nhé Nhìn cháu hạnh phúc là dì vui lắm rồi Xong việc rồi dì muốn nói chuyện này Cô nhíu mày hỏi Chuyện gì vậy ạ à? Dì nói cho cháu biết đi ạ à. Dì Quyên chậm chậm nói Dì lên đây dự đám cưới Rồi dì đưa chìa khóa nhà cho cháu nha Nhà đó bây giờ là của cháu Dì ở mãi cũng không được Ở đó ông ta cứ về quậy phá nên cũng mệt thôi Dì về quê ngoại ở Chứ ở đây cũng không được Cô lo lắng nói Vậy dì lên đây ở với cháu đi ạ à? Chứ giờ ngoài chồng cháu ra Chỉ có dì là người thân thôi ạ à? Dì Quyên lắc đầu Thôi cháu ạ à, Dì về quê chứ lên đây ở Dì cũng không quen đâu Với lại ở trên này phức tạp Cháu cứ sống hạnh phúc đi Dì tự lo cho dì được cháu à Có gì dì, dì sẽ gọi cho cháu Thôi dì về cho kịp chuyến xe đây Thấy dì Quyên nhất quyết không chịu Cô cũng không biết phải thế nào Cô thở dài nói Dì về quê có gì gọi cháu biết nha dì Ừ dì biết rồi Vào với chồng đi kìa Dương Phong đang kiếm cháu đấy Cô quay lại nhìn thấy Dương Phong đang đi về phía mình Cô đứng dậy đi tới Em ra nói chuyện với dì một lát thôi mà anh đã đi kiếm em rồi Anh nghiện vợ rồi hay sao ấy Xa em anh chịu không nổi Mà em nói chuyện với dì sao rồi Dì lên đây ở cùng em không Ái Như lắc đầu Dì không chịu Dì muốn về quê ngoại ở Chứ ở đó ông ta hay về quậy gì Để anh gọi công an ở dưới đó Để làm việc Chứ ly hôn rồi về quậy làm gì nữa Tống cổ ông ta vào tù được đó Ái Như thở dài Thôi anh Dì đã quyết định thế rồi để dì chọn Chứ mình nói không được đâu anh ạ à. Khách về hết rồi chúng ta giờ cũng chuẩn bị Về nhà luôn chứ anh Dương Phong nói để anh ra chào dì một lát, rồi qua chỗ bà nội nha em. Ái Như gật đầu rồi nắm lấy tay Dương Phong đi tới chỗ dì. Dương Phong cười: dì không ở lại chơi với Ái Như vài ngày rồi về ạ à? Dì Quyên lắc đầu: dì lên đây mấy hôm là đủ rồi, giờ xong rồi dì phải về thôi. Chìa khóa nhà dì cũng đưa cho Ái Như rồi. Cháu hãy chăm sóc con bé thật tốt nha Dương Phong. Con bé đã khổ cực đến khi gặp cháu nó mới yên ổn hơn. Nhìn con bé hạnh phúc Mẹ nó cũng yên lòng ở suối vàng rồi Ái như nắm lấy tay dì nói Dì yên tâm Anh Phong rất thương cháu ạ à. Nếu sau này anh hết thương Thì cháu sẽ về ở với dì nha dì Dì Quyền gõ vào tay Sao lại nói vậy Hai đứa phải sống tốt đến già Cháu phải yêu thương Dương Phong Sinh thật nhiều con Dạy dỗ đến nơi đến chốn, Đừng như con Diệp Giờ nó ngồi tù cho nó biết chứ nói nó không nghe Hối hận của gì là không dạy dỗ vào ban từ nhỏ Vì đồng tiền mà con cái nó hư Thôi hai đứa vào trong đi Dì về đây Ái như rơm rớm nước mắt nhìn dì bước đi Cô buồn lắm nếu dì chấp nhận ở đây Cô sẽ xem dì như mẹ mình Nhưng dì lại không chịu Cô lặng lẽ nhìn theo dì Thì Thương Phong ôm lấy cô an ủi Không sao đâu em Dì quyết định như thế Mình nói gì cũng không nghe đâu Bây giờ chúng ta vào trong chỗ bà nội nhé Bà tìm em nãy giờ đấy Dạ Cô đi theo Dương Phong đến chỗ bà nội Dương Phong gọi Bà nội ơi cháu đưa cháu dâu của bà tới rồi này Bà Thanh quay lại mừng rỡ Nãy giờ đi đâu là bà kiếm cháu không thấy Bà nói thằng Phong dẫn cháu về ở với bà mà nó không chịu Nay nhìn hai đứa làm cô dâu chú rể bà vui lắm Chúc hai đứa mãi thế này nhé Thằng Phong đó nhớ yêu thương ái như đi đấy làm cháu sâu bà buồn là không được đâu Dương Phong khẽ cười Bà yên tâm Cháu giờ không xa vợ được một phút luôn đó Bà về đi Mai mốt rảnh cháu đưa vợ cháu về nhà chơi Chỉ ở bên đó làm sao cháu sản xuất cháu nội cho bà Bà Thanh gật gật Được đấy Bà mong cháu lắm rồi Chứ bà sắp gần đất xa trời Mỗi mình cháu là cháu trai thôi đấy Mau xin cháu cố cho bà ẵm Tuấn Khang đi tới nói Vậy bà ẵm cháu đi cháu cố của bà đây ạ, à. bà còn sống dai lắm, tại chưa sự đám cưới của cháu mà bà cố. bà thanh bĩu môi, ẵm cháu để bà đi sớm hơn à, vậy sao không cưới luôn đi? Tuấn khang cười, năm sau cháu cưới luôn, lúc đó bà nhớ tới đấy. bà biết rồi, cưới nhanh bà chờ, thôi bà đi về đây. về phần bà lý từ hôm đó dương phong không nói chuyện nhiều với bà nữa, giờ ở nhà ngoài chồng bà, thì mẹ chồng không để mắt tới bà. Bà cũng vì hạnh phúc của Dương Phong muốn con trai tìm được người vợ ưng ý. Nhưng bà bị cú lừa nên bây giờ bà không dám xen vào chuyện của Dương Phong. Cho đến ngày hôm nay nhìn con trai cười hạnh phúc, bà cũng yên lòng. Bà lầm lũi bước đi thì nghe tiếng Dương Phong gọi. Mẹ không muốn chúc phúc cho bọn con à? Bà Lý ái ngại quay lại. Mẹ xin lỗi, mẹ sợ hai đứa không thích nên mẹ về trước. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nha. Sảnh thì về thăm mẹ, mẹ biết lỗi của mình rồi dương phòng dù bực tức mẹ mình lắm nhưng không thể hận mẹ mãi được dù gì bà cũng mang nặng đẻ đau anh biết bà cũng muốn tốt cho anh nhưng anh không vì thế nghe lời bà mà đồng ý lấy người không yêu vì anh cương quyết nên bây giờ anh có được hạnh phúc anh không muốn mọi hận thù trong chính ngôi nhà của mình cũng may chuyện không quá xa cũng vì chuyện đó nên mẹ mới suy nghĩ khác đi nhìn bà lủi thủi một mình anh cũng không yên lòng cho nên cho bà một cơ hội chỉ mong bà dành tình cảm thương vợ của anh mà thôi anh chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa bà lý thấy con trai không nói gì bà định đi nhưng nhìn thấy ái như đang đứng bên cạnh bà khẽ cười nói cháu hôm nay đẹp lắm mà quên con nhỉ mẹ xin lỗi đã nói những lời không hay với con mẹ biết lỗi của mẹ đã nói những lời xúc phạm con giờ mẹ không mong con tha thứ cho mẹ, mẹ chỉ mong hai đứa hạnh phúc nhé. Ái như lúc trước rất tức giận những lời nói của mẹ anh, nhưng cô không thể trách bà được. Một phần con người Nhật Vi rất xảo trá và lươn lẹo, nên cô ta đặt điều cũng không lạ gì. Từ hôm ở bệnh viện, cô không còn gặp cô ta nữa, không biết có về quê hay còn ở trên này. Chỉ mong cô ta đừng gây sự nữa là được. Cô khẽ gật đầu. Dạ không sao đâu ạ. Con chỉ mong mẹ chúc phúc cho hai đứa con Con biết mẹ vì con trai Nên mới nói những lời như vậy Con cũng quên rồi mẹ ạ à. Bà Lý gật đầu Rồi lặng lẽ rời đi cùng chồng Ái như nhìn theo rồi quay sang Dương Phong Mẹ chấp nhận em là con dâu rồi anh ạ à. Dương Phong khẽ cười Không chấp nhận cũng đâu được Anh thương mẹ nhưng anh không vì thế Nghe lời mẹ bỏ em Anh yêu em lắm Tuấn Khang với Sa Huy đi tới Tuấn Khang nói cưới được vợ rồi vui quá chú nhỉ Nhưng nghe hơi xén quá luôn Tuấn Khang quay sang Gia Huy giả vờ nghiêm nghị Anh chỉ yêu một mình em thôi Anh không vì mẹ mà bỏ em đâu Anh yêu em nhiều lắm Dương Phong cau mày Chú nói hồi nào hả Hai đứa đi về đi Tuấn Khang lắc đầu Chú đã cưới được Ái Như rồi còn sợ gì nữa Biết thế khi xưa làm mai cho Gia Huy nghỉ Cho chú ế tới già Mà công nhận Ái Như phí ghê xương phòng hỏi về đi đừng nói nhảm phí cái gì thì đang là gái trẻ đi yêu một ông già như chú giờ cưới nhau rồi chú nhớ tốt với bạn cháu nếu như có chuyện gì cháu sẽ cưới chồng khác cho ái như đấy xương phòng cau có cháu dám mỹ lệ đi tới thế anh không cưới em đi chứ ở đó mà giúp ái như lấy chồng khác nhỉ tuấn khang cười anh đùa thôi mà bây giờ chú cưới xong rồi chúng ta đi quậy một bữa đi gia huy nói được đấy ăn mừng chú phong hết ế dương phong nhíu mày nói gia huy người yêu cháu đâu không dẫn tới mở miệng ra nói chú ấy là sao gia huy gãi đầu cháu sắp có thôi nhưng sẽ lấy vợ sớm hơn chú là được mọi người đều cười vui vẻ thì phía sau vang lên giọng nói dương phong dương phong quay lại thấy ba mẹ của nhật vi đi tới anh nhíu mày hỏi cô chú tới đây làm gì vậy ạ à? bà châu đi tới cầm phong bì đưa đến cháu cưới vợ sao không mời cô chú chúc mừng cháu nhé nếu không vì cháu có trách nhiệm với phương anh lo cho cô chú thì cháu đã có gia đình sớm hơn con bé bây giờ ở dưới đó cũng vui vẻ chúc phúc cho cháu dương phong gật đầu cháu cảm ơn nhưng số tiền này cô chú cầm đi cháu không nhận đâu ạ à. bà châu lắc đầu tiền cháu cứ cầm lấy đi cô lên đây có chút việc muốn nhờ cháu được không lần cuối cùng cô nhờ cháu giờ cô chỉ còn mỗi nhật vi thôi à từ ngày nó bỏ đi cô chú không liên lạc được gì với nó cả Cháu trên này quen biết nhiều có thể giúp cô chú Chứ giờ cô không biết phải làm sao tìm được nó cả Dương Phong cau mày Cô cứ cầm lấy tiền cháu không thiếu nên không nhận đâu ạ à. Nhật Vi cũng đã lớn tự quyết định cuộc đời mình Cô chú cứ bao bọc mãi cũng không được 27 tuổi đủ chín chắn biết việc mình làm Chứ giờ tìm Nhật Vi về em ấy cũng không chịu đâu Cô chú cứ về đi Có gì cháu giúp bà Châu mừng rỡ Cảm ơn cháu Nếu con bé còn sống chắc bây giờ nó hạnh phúc bên cháu lắm Nhà cô không có phúc có được chẳng rẻ như cháu Tuấn Khang đi tới đẩy Ái Như sang bên cạnh chú Phong rồi nói Có phúc với gia đình cô thì làm sao bạn cháu có được chú Phong Cô tự đi kiếm chị ta đi chứ Chú cháu bây giờ có vợ lo cho vợ Chị ai suốt ngày lo cho con gái của cô Dương Phong nói Tuấn Khang cháu vào trong đi Tuấn Khang cười Cháu nói đúng mà tìm không được thì báo công an chưa đến đây tìm chú làm gì từ khi chị phương anh mất chú lo cho gia đình nhà đó mấy năm trời cái chết của chị ta chú cũng đâu muốn thế chú giúp người ta tai nạn cũng là cứu một mạng người còn chị phương anh bị thế cũng đâu liên quan tới chú yêu đường hở tí là giận hờn bỏ đi rồi xảy ra tai nạn xong rồi trách chú chú đâu có hại người ta đâu mà lo thế để rồi nuôi ong tay áo nhật vi phá chú hết lần này tới lần khác chú không thấy à hôm nay là ngày vui của chú đấy Cháu nói vậy thôi Chứ chuyện của chú tự chú giải quyết Giờ cháu với Giao Huy sao kia Đợi chú nói chuyện xong rồi đi quẩy Tuấn Khang không để Dương Phong nói Mà kéo Ái Như đi theo luôn Đi vào để chú giải quyết đi Ái Như Chứ Như đứng đây không giải quyết được gì đâu để chú phải cương quyết một lần này thôi là dứt điểm sơ hở tới báo không à sao huy gõ vào đầu tuấn khang làm tuấn khang lao ai oái sao gõ đầu tao tại cái miệng mày nói nhiều quá đấy Kêu không phải việc của mày mà toàn thấy mày nói. Nên tao gõ cho mày bớt nói nhiều. Tuấn Khang cau có. Mày có phải là bạn tao không hả? Phải, bạn với mày. Nên tao muốn khủng theo mày. Tuấn Khang lườm, đổ điên. Ái như vào trong thay đồ chúng ta đi quẩy một bữa đi. Ái như nói. Hay để bữa sau đi. Tuấn Khang nhất quyết không chịu. Phải đi hôm nay chứ mai nguội. Nhanh lên, không chú phong vào không cho đi nữa. Ái như đành gật đầu nói. Vậy chờ như tí vào thay đồ rồi chúng ta đi. Thấy Ái Như đi rồi, Mỹ Lệ nói. Biết không cho đi mà anh đòi đi kiểu gì chú cũng mắng. Tuấn Khang cười. Không cho đi thì trốn đi, lo gì. Giọng Dương Phong vang lên. Cháu dám trốn đưa vợ chú đi đâu? Tuấn Khang cười. Cháu có đưa đi đâu đâu. Tới quán karaoke chơi tí. Đi nha chú, dịp vui này chúng ta đi thôi. Dương Phong nói, muốn đi thì tự mà đi, vợ chú không đến chỗ đó. Giờ xong về được rồi đấy, Tuấn Khang lắc đầu Chú không đi thì ái như đi Chú không được cấm cản ái như đâu đấy Mỹ Lệ xen vào Ngày này là ngày vui của ái như với chú Phong Tối còn động phòng Anh rủ đi sao được hả Tuấn Khang bĩu môi Hai người đó chưa cưới đã sống chung Làm gì hôm nay có đêm tân hôn động phòng hoa chúc Thôi đi chơi đêm này Mai mốt anh bận đi làm rồi hết được đi Giờ không cho ái như đi thì cháu cũng lôi đi Tuấn Khang chọc chú Phong Vợ là nóc nhà Nói chồng cũng phải nghe chú không cho đi thì cho chú ra ngoài ở như nhỉ Mỹ Lệ béo vào hông Tuấn Khang Vậy sau này em nói gì anh cũng phải nghe đúng không Tuấn Khang hét lên Đau quá em ơi Thả tay ra đi em ơi Béo ngay chỗ thì đau quá em Anh bớt sàm lại Chú Phong đã không cho đi Mà anh đứng đây nói quá à Thì mai mốt anh đi làm tập trung đi chơi được đâu Tối lo gặp em rồi còn gì Sao Huy nói Mày đi làm chứ đi đâu mà không gặp ngày được hả? nói dóc vừa thôi tuấn khang nói nói nhiều quá giờ đi thôi ái như ra kìa ái như bước ra thấy dương phong đứng đó cô đi tới hỏi anh nói chuyện xong rồi ạ à? ừ anh cũng nói rồi tìm không được thì báo công an không thì chờ nhật vi liên lạc được chứ anh cũng không muốn dính líu gì tới họ nữa ái như gật đầu dạ giờ chúng ta đi cùng tuấn khang đi chứ không yên với cậu ta đâu dương phong thở dài biết khi nào thoát được ám mãi tới bây giờ. Tuấn Khang đi tới hỏi, ai ám chú thế để cháu xử cho? Là cháu đấy, tự xử đi. Giờ có đi nhanh hay là về, lần cuối thôi đấy. Lần sau cấm rủ dê vợ chú đi đâu? Tuấn Khang gật đầu, hên xui thôi chú ơi, mà Mỹ lệ đâu rồi? Dương Phong lắc đầu nói, tự đi mà kiếm vợ, ai mà biết Mỹ lệ ở đâu? 25 tuổi rồi không biết khi nào lớn, chúng ta đi thôi. Ái như gật đầu rồi nắm tay Dương Phong ra ngoài xe. Tuấn Khang thấy Mỹ Lệ bước ra liền hỏi Nãy giờ em đi đâu làm anh tìm vậy? Em đi nhà vệ sinh sao vậy à? Mọi người đâu rồi? Thế mà không rủ anh theo gì hết Giao Huy đứng dậy đi tới Có đi không hay đứng đó nói Vợ chồng chú Phong ra xe rồi đấy Tuấn Khang gật đầu rồi nắm tay Mỹ Lệ đi Vừa đi vừa khịa Giao Huy Nắm tay em thật là mềm mại Đúng có người yêu thích thật đâu như ai kia Biết khi nào được nắm em nhỉ Giao Huy nghe thấy đi thật nhanh lấn vào giữa rồi nắm tay Mỹ Lệ. Bàn tay Tuấn Khang khô ráp, cầm tay anh ấm áp đúng không Mỹ Lệ? Giao Huy nháy mắt ra hiệu Mỹ Lệ, Mỹ Lệ hiểu ý gật đầu. Đúng rồi anh Huy, biết thế khi xưa em tán anh cho rồi nhỉ, ai lại yêu anh Khang, để anh Khang ế tới già luôn. Khuôn mặt Tuấn Khang biến sắc mặt đỏ gai lên, Tuấn Khang liền đi tới hất tay Giao Huy ra. Tay người yêu tao sao mày cầm hả? Mày muốn cầm thì đi tán gái đi, không được đứng gần người yêu tao. Gia Huy bật cười, biết ghen rồi cơ à? Hai chú cháu nhà mày giống nhau phết, suốt ngày ghen, nhưng càng ghen tao lại càng muốn chọc. Thôi đi nhanh lên, không chú Phong chờ. Tuấn Khang không thèm đáp mà nắm chặt tay Mỹ Lệ rồi bước ra ngoài. Giao Huy khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng đi theo sau. Dương Phong thấy ba đứa đã vào xe anh liền nói, ngủ trong đó hay sao giờ mới ra, hay không muốn đi nữa? Tuấn Khang liền nói, tất cả là tại Gia Huy. Nó dám nắm tay mỹ lệ của cháu Đúng là ế nên làm liều Bạn thân chứ người ngoài là không xong với cháu đâu Dương Phong bật cười Thôi đi ông tướng Lớn rồi bớt tính còn nít lại Giờ có đi không Tuấn Khang gật đầu lia lịa Đi chứ Tới đó cho Gia Huy có người yêu Đẹp trai mà ế ta lại tưởng gay Ngay tới câu này ái như bật cười Câu đó giống như xưa như nói với anh Phong đấy Xưa tưởng anh Phong là gay nên không chịu lấy vợ Dương Phong nói Chỉ có một mình em dám nói anh như thế đấy Nếu chứ người khác là không xong với anh đâu Tuấn Khang bĩu môi Vì câu đó nên mới có ái như Chứ mà không xong đâu Chú nhỉ Dương Phong quát lên Im miệng Tuấn Khang im lặng quay sang Mỹ Lệ Thấy Mỹ Lệ cười Chú bắt nạt anh kìa em Em không bảo kê anh mà còn cười thế Mỹ Lệ nói Anh không nói anh không chịu được hay sao ấy Chú nói đúng rồi còn gì hay là chú Phong đưa bọn cháu về đi Tuấn Khang nói Không được anh muốn đi chơi đêm nay Dương Phong nói Muốn đi thì im miệng lại Dạ cháu im chọc tí thôi mà nổi cáu Một lúc sau đi tới quán karaoke Mọi người cùng nhau đi vào Tiếng nhạc sập sình Làm ái như có chút không quen Cô nắm chặt tay Dương Phong đi vào Em sao đó mệt à em Hay để anh đưa em về Ái như lắc đầu Dạ không có tại nhà hơi ổn tí thôi ạ à. chúng ta vào trong đi mọi người đang chờ ạ à. dương phong gật đầu rồi nắm tay ái như đi vào phòng riêng tuấn khang gọi mấy chai rượu rồi cùng nâng ly chúc chú phong và ái như trăm năm hạnh phúc con đầy cháu đống nha dương phong nói gọi thím chứ không gọi tên như thế biết chưa chú cảm ơn từ nay không được rủ vợ chú đi tới đây biết chưa lần này chú đi cùng lần sau mà dẫn đi là biết tay với chú dạ sau này có chú ở nhà cháu sẽ không rủ thím đi chơi nữa đợi chú đi làm cháu sẽ rủ sao huy vỗ vai mày im cái miệng mày được rồi đấy cứ thích chọc chú tức giận mày mới vui à thôi uống đi không say không về tuấn khang cười rồi cầm ly lên chuẩn bị nâng cốc thì thấy ái như bặm miệng lại chạy đi ra ngoài dương phong và mọi người ngơ ngác nhìn theo tuấn khang hỏi ái như bị sao vậy chú dương phong nói mấy hôm nay sao cứ ói miết à Chú kêu đi khám không chịu đi Chờ xong đám cưới chú đưa đi khám xem sao Mỹ Lệ nói Hay là có thai nhìn biểu hiện giống lắm luôn Chị cháu ở nhà ôm ngén cũng như vậy đấy ạ Chú đi theo thử đi ạ Dương Phong nghe vậy cười tươi liền quay mặt đi ra ngoài Anh không nghĩ ái như lại có thai ngay lúc này Anh vui vẻ trong lòng liền đi theo thật nhanh Bỗng dừng tông dầm trúng một người Làm anh loạn choạng Khi nhìn thấy người trước mặt anh liền nói Sao lại là cô? Nhật Vi cũng ngạc nhiên khi gặp Dương Phong ở đây. Cô ta nhếch môi cười. Sao em lại không được ở đây? Hai tháng rồi không gặp nhỉ? Hai người chắc cưới nhau rồi chứ? Dương Phong nghe giọng Nhật Vi có vẻ say nên lạnh lùng đáp. Đi về nhà đi, ba mẹ cô đang đi tìm cô đấy. Nhật Vi lè nhè Em cũng có nhà, em không có đâu. Họ không thương em, nên đó không phải là nhà. Họ chỉ coi chị Phương Anh thôi. Vì chị mất nên họ mới đối xử tốt với em thôi à Nhật Vi Ba mẹ rất thương cô Phương Anh đã mất họ chỉ còn một mình cô Bây giờ cô thế này họ sống sao Gọi về cho mẹ đi Nhật Vi cười Không có em họ càng vui Anh bây giờ nhìn đẹp trai hẳn ra nhỉ Công nhận ái như thật tốt số đã có anh Em hận anh tại sao lại không yêu em Sương Phong nghe Nhật Vi nói Mà nhớ lại ở bệnh viện Cô ta nói không yêu anh Chỉ tiếp cận anh vì muốn trả thù cho chị gái Bây giờ lại nói vậy Cô ta đa nhân cách hay sao Anh lạnh giọng đáp Tại sao tôi phải yêu cô Tôi chỉ xem cô là em gái Phương Anh Còn yêu thì không bao giờ Nếu ái như không xuất hiện bên tôi Tôi cũng không bao giờ để mắt tới cô Tôi lo cho cô là trách nhiệm khi Phương Anh còn sống nói thôi Còn bây giờ tôi và cô không là gì cả Nên cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi Nhật Vi cười lớn anh phũ ven phải không? Anh đừng có nghĩ có tiền có chút nhan sắc ai cũng yêu anh. Ái như chỉ lợi dụng anh thôi. Cô ta không có gì nên mới bám dính theo anh đấy. Để rồi xem anh không có gì, cô ta còn theo anh không? Em sẽ làm cho anh phá sản. Dương Phong nhíu mày. Cô là gì mà làm cho tôi phá sản? Cô đang say thì về nghỉ ngơi đi. Nhật Vi cười to. Có chứ. Biết bây giờ em đang quen ai không? Là đối tác của anh đấy. Công ty người ta lớn hơn anh, người ta nhiều tiền hơn anh sẽ làm cho anh phá sản. Lúc đó anh phải quỳ xuống cầu xin em đấy. Dương Phong nhíu mày khi Nhật Vy nói quen với đối tác của anh. Nhưng ai cũng có gia đình hết mà. Chợt nhớ một người anh đang hợp tác, người đó giàu hơn anh nhưng lại rất mê gái nhưng lại sợ vợ. Người vợ rất gây gớm. Vậy mà Nhật Vy lại dám cặp kè. Anh bật cười. Cô nghĩ hại được công ty của tôi sao? Tôi nghĩ cô đang cặp kè với tên Tân người đó đã có vợ cô còn trẻ sao lại vướng vào tôi khuyên cô nên từ bỏ về với ba mẹ đi nhật vi cười khẩy em không cần anh quan tâm chuyện của em đừng khuyên làm gì anh hãy giữ hạnh phúc của mình đi em chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu dương phong chuẩn bị nói thì đột nhiên nhật vi ôm chầm lấy anh anh quát cô đang làm gì đó bỏ tay ra nhật vi lắc đầu em không buông hay anh bảo ái như đi em sẽ yêu thương anh hơn cô ta cô say rồi, bỏ tay nhanh. Dương Phong đẩy Nhật Vi ra, anh tức giận nói. Cô bị điên rồi đúng không? Nhật Vi hét lên, em không bị điên. Không bị điên mà hai tháng trước nói không yêu tôi, muốn trả thù tôi. Vậy bây giờ nói yêu tôi à? Cô nên đi khám lại đi. Giờ tránh ra tôi đi tìm vợ tôi. Nhật Vi nghe có ái như ở đây, cô ta cười. Cô ta có chân tự đi, anh tìm làm gì? Giọng ái như vang lên. Tôi có chân tự đi, còn hơn có người đi mà không biết đường về. Cô nên đứng xa chồng tôi ra đi Nhật Vi nhìn ái như Có mấy tháng nhìn cô khác quá nhỉ Đu bám được làm vợ Dương Phong lên như Phượng Hoàng Ái như gật đầu Phải khác chứ Được chồng tôi yêu thương còn hơn đu bám trai không thấy nhục Cô tránh xa chúng tôi đi Nhật Vi nói Ở đây đâu phải chỗ công ty của mấy người Tôi muốn ở đâu thì kệ tôi Thì cô cứ đứng đó nói một mình đi Tôi đâu có rảnh đứng nói với cô Tưởng về quê rồi chứ Lại ở đây tranh giành đàn ông không đó chưa nhìn cách ăn mặc của cô sao tôi buồn nôn quá. Ái Như buốt cổ. Oẻ. Nhật Vy nhìn thái độ của Ái Như tức giận. Cô quá đáng quá rồi đấy, tôi làm gì cô mà thế hả? Thấy cô nên mắc ói quá thôi, thôi chúng tôi đi đây, không rảnh mà đứng đây nói chuyện với một người như cô. Dương Phong chuẩn bị bước vào cùng với Ái Như thì đúng lúc ông Tân từ trong phòng đi ra. Chào anh, anh cũng tới đây hát à? Ông Tân thấy Dương Phong có chút ái ngại vì thấy có Nhật Vi ở đây. Ông ta nói Tôi đến đây bàn việc, đám cưới vui chứ, xin lỗi cậu nha. Nay công ty có việc nên không thể qua sự đám cưới cậu được. Mà mới cưới lại tới đây chơi thế. Nhật Vi chạy tới ôm lấy tay ông Tân nhưng bị ông ta hất ra, cô ta nhõng nhẽo nói Sao vậy ạ? À? Sao anh lại hất tay em ra? Á à như nhìn thấy Nhật Vi ôm lấy cánh tay người đàn ông bụng phệ liền nhếch môi cười thầm nghĩ không bám được Dương Phong nên giờ quay sang người đàn ông bụng vệ cô không hiểu cô ta suy nghĩ gì mà đi cặp với người đàn ông có vợ nữa chứ cô liền hỏi nhật vi người yêu mới của cô đẻ à? nhật vi gật đầu ừ thì sao đừng tưởng mỗi dương phong giàu nhé người như tôi ra đường nhiều anh cũng theo đấy ông tân liền nói nhật vi cô nói gì vậy ai là người yêu cô nên cẩn thận lời nói em ái như bật cười sao thế đụng ai cũng nhận người yêu vậy à thôi tôi vào trong đây đi thôi chồng ơi dương phong gật đầu chào ông tân rồi nắm lấy tay ái như đi vào anh cũng không muốn dính líu vào việc của hai người đó nữa chợt anh nhớ tới việc của ái như anh vui mừng ôm lấy cô ái như chúng ta có em bé rồi mà em không biết hả ái như ngạc nhiên hỏi em làm gì có em bé tại nãy nghe mùi em buồn ói tí thôi mà mấy hôm nay thấy em hay buồn nôn dấu hiệu ngén mà không biết hả Ái như tròn xe mắt rồi lắp bắp hỏi Em tưởng đau dạ dày Em buồn nôn với dạo này hay buồn ngủ nữa Dương Phong gật đầu Là em có thai đấy Thôi chúng ta về qua bệnh viện khám ngay bây giờ luôn đi em Anh được làm ba rồi Ái như vui mừng không kém Ôm lấy Dương Phong Thì cánh cửa mở ra Thấy Tuấn Khang với Mỹ Lệ đi ra Cô liền đẩy Dương Phong ra Hai người không hát ra đây làm gì vậy Tuấn Khang trêu chọc ở nhà hai người ôm nhau chưa đã còn đứng đây ôm nhau như vậy hả? cơ mà ái như có thai không biết à? nãy nhìn chú nghe như có thai liền chạy ra tìm, đi đâu mà lâu thế kia? đột nhiên nghe tiếng la hét ở phía sau Tuấn Khang liền hỏi chuyện gì mà la om sòm thế nhỉ? Ái Như nhìn Dương Phong nói tiếng hét của Nhật Vi cô ta bị làm sao thế? Tuấn Khang nghe vậy hỏi sao chị ta lại ở đây vậy để Khang đi xem sao? Ái Như cũng định đi thì Dương Phong kéo lại em đứng đây đi em đang có thai để đấy anh đi xem tuấn khang nhanh chân chạy tới thì thấy nhật vi đang nằm la hét trên người toàn vết máu nhìn phía xa thấy một người đàn ông đang nằm trong vũng máu tuấn khang nhìn vậy liền nói với chú phong chị ta bị điên hay sao mà giết người rồi dương phong đi tới quát nhật vi cô đang làm trò gì vậy sao lại ra tay với ông tân nhật vi òa khóc to tại ông ta ông ta đẩy em trước cô bị điên nặng rồi hả người ta có vợ rồi cô còn muốn gì hả nhiều người chạy tới hô hoán báo công an đi cô gái này giết người rồi kìa nhật vi chạy tới chuẩn bị ôm lấy chân dương phong thì anh nhanh chóng lui ra cô đứng yên đó để tôi gọi cho ba mẹ cô đến đây giọng nhật vi cầu xin anh đừng gọi em không muốn vào tù đâu tại ông ta đẩy em trước mà tuấn khang thấy vậy nói bà chị già đi đâu cũng gây chuyện vậy nhỉ lần này chăn cơm tù mới tỉnh người ra được nhật vi la lên lại là mày sao suốt ngày cứ muốn gây sự với tao hả tao làm gì mày mày là đàn ông sao không ra dáng đàn ông suốt ngày tranh chua với tao vậy hả tuấn khang nghe chị ta nói vậy liền tức giận này chị nói ai tranh chua người gây sự là chị đẹp gái mà não ngắn nên bây giờ trở nên như vậy đáng đời tuấn khang đứng lên kéo tay chú phong ái như đang có thai chú đưa như về đi ở đây làm gì chị ta tự làm tự chịu dương phong không nói gì chỉ cầm điện thoại rồi gọi cho ba mẹ ái như đến giải quyết Chứ chuyện này anh giúp cũng không được đụng ai chưa đụng tới ông tân thì chỉ có nước nhật vi đi tù thôi bỗng nhiên có một người phụ nữ đi tới anh chợt nhớ bà ta là vợ của ông tân lần này nhật vi anh hết cứu nổi anh sợ ái như đứng chờ lâu anh liền đi về phía phòng lúc nãy thấy ái như đang đứng anh liền nói chúng ta về thôi em chuyện gì thế anh dương phong thở dài nói Nhật Vi gây chuyện rồi Chúng ta vừa đi hai người đó nói gì Mà Nhật Vi cầm chai bia đánh ông Tân Nằm tại chỗ rồi Anh đã gọi cho ba mẹ cô ta đến giải quyết Chứ giờ muốn giúp cũng không được Chúng ta về thôi Ái Như gật đầu Em không ngờ Nhật Vi lại sống như vậy Bản tính không thể thay đổi được Chúng ta về thôi ạ à. Dương Phong gật đầu Tới bệnh viện khám thai luôn Anh đang muốn gặp con Ái Như nói Hay là không phải ạ à? Dương Phong nhíu mày hỏi Em đang nghĩ anh yếu đến nỗi không thể làm cho em có thai được sao Giờ anh đưa em đi Bà nội mà biết là mừng lắm luôn đó Ái Như khẽ cười Ý em không phải thế nhưng giờ cũng tối rồi hay là sáng mai đi ạ à? Dương Phong đành chiều theo ý của Ái Như Thôi được chúng ta về thôi Dương Phong chuẩn bị cùng Ái Như rời đi thì thấy công an đi vào Anh thở dài rồi nói với Ái Như Bây giờ chỉ tội ba mẹ của cô ta Phương Anh đã mất giờ còn mỗi Nhật Vi Vậy mà xấu như thế anh muốn giúp không? Thôi để cho Nhật Vi vào tù cho thay đổi Chứ anh cũng hết cách rồi Bây giờ anh chỉ lo cho em và con của anh mà thôi Ái như cũng không muốn dính líu tới Nhật Vi nữa Cô ta làm cô ta tự chịu Nếu như lúc nãy cô đừng to nói với cô ta Chắc có lẽ cô ta cũng làm gì cô rồi Cô nắm lấy tay Dương Phong đi Thì Tuấn Khang ở phía sau gọi lại Hai người đi về sao không chờ cháu với Dương Phong quay lại hỏi đi nhiều chuyện về rồi à vào đưa Mỹ Lệ với Giao Huy về đi Tuấn Khang nghe tới đó liền chạy vào mở cửa thật nhanh ái như lắc đầu không biết Tuấn Khang khi nào lớn nữa 25 tuổi mà như con nít như anh mới đủ chín chắn đúng không thôi chúng ta đi Nhìn đồng hồ cũng 8 giờ nên Dương Phong chở Ái Như đến phòng khám tư nhân. Vừa vào trong Dương Phong liền nói với bác sĩ. Bác khám cho vợ cháu cẩn thận với nhà. Bác sĩ phì cười siêu âm chứ có làm gì vợ cậu đâu mà không cẩn thận Dương Phong liền hỏi ở đây không có bác sĩ nữ ạ à? cậu đang sợ tôi làm gì hay sao mà đòi bác sĩ nữ hay không tin tôi Dương Phong liền lắc đầu không phải đâu bác sĩ tại tôi sợ bác thấy bụng của vợ tôi bác sĩ với ái như bật cười cô liền nói thôi đi anh, một ngày bác sĩ siêu âm cho biết bao nhiêu người anh lại sợ thấy bụng em anh ra kia ngồi đi Dương Phong lắc đầu không, anh muốn xem con của anh Ái Như nói Vậy anh ra ghế đằng kia ngồi đi Nhưng anh muốn bên cạnh em Vị bác sĩ lắc đầu Cậu đứng qua bên kia đi Để tôi siêu âm rồi thấy Lo cho vợ quá mà Dương Phong khẽ cười Tại lần đầu có vợ với có con Nên hồi hộp bác sĩ ạ à. Chứ cậu muốn mấy vợ được không hồi hộp Bây giờ tránh ra Để tôi siêu âm cho vợ cậu được chưa Dương Phong buông tay Ái Như ra rồi Đi sang một góc đứng nhìn bác sĩ đang siêu âm Anh lóng ngóng hỏi sau rồi bác sĩ vợ cháu có thai không ạ à? Bác sĩ liền nói Chúc mừng vợ chồng nhé Vợ cậu có thai rồi được 8 tuần tuổi Nhưng thấy hai bào thai Có lẽ là sinh đôi sườn phòng nghe tới sinh đôi anh liền hét lớn Cháu có hai đứa luôn hả bác sĩ Sau khi rời khỏi phòng khám Anh đưa Ái Như về tới nhà Bước xuống xe anh vòng qua cửa phụ ôm lấy Ái Như Em đi bộ được mà anh thả em ra đi Không được vợ anh mệt thì sao để anh ôm em vào trong nhà ái như bất lực không nói được dương phong từ lúc bác sĩ nói cô có thai dương phong lại trở nên con người khác không nghiêm nghị nữa mà như con nít anh ôm lấy cô từ phòng khám ra xe giờ tới nơi cũng không cho cô đi cô không nghĩ ngày trọng đại của vợ chồng cô lại có tin vui cùng một lúc cô cảm ơn ông trời đã cho cô hạnh phúc thật sự vừa vào trong nhà dương phong đặt cô lên ghế sofa rồi nói để anh thông báo cho bà nội nếu bà biết bà vui lắm đấy dạ nhưng giờ bà ngủ hay sáng mai gọi đi anh không sao bà già rồi ngủ muộn chúng ta nên báo tin vui cho bà đi em à dạ dương phong cầm lấy điện thoại gọi qua cho bà bà thanh hỏi sao thế phong giờ này biết mấy giờ còn gọi cho bà vậy bà thức đi bà sắp có cháu nội rồi đó bà thanh ngạc nhiên rồi hỏi lại hả thật không thật đó bà cháu vừa chở ái như đi siêu âm về có tận hai đứa luôn bà ơi giọng bà thanh ngạc nhiên hỏi lại cháu nói gì sao lại hai đứa chẳng lẽ ái như sinh đôi dương phong nói to đúng rồi đó bà bác sĩ nói sinh đôi cháu được làm ba rồi bà ơi vậy để bà qua đó nha bà mừng quá khuya rồi bà ở nhà đi mai qua cũng được bà ơi bà muốn qua ngay bây giờ dương phong nói bà lớn tuổi rồi nên ở nhà đi mai qua nha bà Dương Phong nhanh chóng tắt máy, chứ không bà nội lại đòi sang đây. Anh quay sang nói với Ái Như, anh đưa em lên thay đồ rồi ngủ sớm nhé, từ nay về sau em cứ hưởng thụ, ngoài kia để anh lo. Cô bật cười, thai mới gần 2 tháng em vẫn đi được mà. Dương Phong mặc kệ Ái Như từ chối, anh đưa Ái Như lên phòng rồi đi tới tủ lấy quần áo cho Ái Như. Em ngồi đây tí, anh lại đi đâu nữa, em lấy đồ được mà. Anh đi pha nước tắm cho em, ngồi đây chờ anh. Em pha được, anh chiều em quá rồi đấy." Dương Phong cúi xuống hôn lên trán Ái Như rồi nói, "Vợ anh, anh phải chiều chứ, chờ anh một lát nha." Ái Như khẽ cười rồi gật đầu, "Dạ." Sau khi Dương Phong rời đi, cô mỉm cười với hạnh phúc của mình. Cô cảm ơn ông trời đã cho cô gặp một người như Dương Phong. Bây giờ cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Bao nhiêu khó khăn cô đã trải qua, bây giờ hạnh phúc đã đến với cô nếu mẹ cô còn sống biết cô có chồng như dương phong và đã có con chắc mẹ vui lắm vợ ơi vào tắm đi em anh pha nước rồi đó dạ ái như đứng dậy bước vào trong nhìn dương phong làm cô bật cười anh làm gì mà ướt hết thế kia anh dọn lại nhà tắm anh sợ em đi trơn vào đi em hay anh tắm cùng em nhé anh lấy đồ thay đi em tắm nhanh rồi ra ừ em tắm nhanh đi rồi ra nha em đói không để anh nấu gì cho em ăn nha." Ái Như lắc đầu, "Em không đói đâu ạ, à, tắm xong chúng ta đi ngủ." "Ừ." Một lúc sau, chờ Ái Như tắm xong, Dương Phong cầm máy sấy tóc cho Ái Như rồi cùng nhau đi ngủ. Cứ tưởng đêm tân hôn anh sẽ là một người chồng hạnh phúc trên giường, nhưng để đảm bảo cho con nên anh chỉ ôm lấy Ái Như mà ngủ. Sáng hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng chuông reo inh ỏi làm Dương Phong chợt tỉnh, nhìn sang Ái Như đang ngủ ngon lành nên anh từ từ bước xuống giường rồi lặng lẽ bước ra ngoài mở cửa sợ ái như tỉnh giấc. Anh mở cửa ra thì thấy bà nội đang đứng ở ngoài anh liền hỏi. Mới sáng sao bà qua sớm vậy? Bà Thanh liền đẩy Dương Phong ra. Bà qua thăm cháu dâu của bà ái như đâu rồi? Ái như còn đang ngủ mà bà còn giỏ sách kia là sao ạ? Bà muốn qua đây ở tiện thể chăm sóc cháu dâu với cháu nội của bà Ái như đang mang thai chưa sinh mà sao bà chăm được Thì chăm cháu dâu không được à Nhưng bà già rồi sao chăm Bà Thanh cao mày nói Bà có đưa cô giúp việc qua theo Nhà có hai vợ chồng Không thuê ai đi Giờ có vợ rồi đừng để vợ cháu làm hết đấy Dương Phong nói Cháu có để ái như làm đâu hay bà về nhà đi Có gì cháu đưa ái như qua thăm bà Bà Thanh lắc đầu Không được bà muốn ở đây Cháu chuẩn bị phòng cho bà đi Dương Phong nhăn nhó mỗi lần đưa ái như qua đó, bà đều bắt vợ cháu ngủ với bà. giờ bà qua đây làm sao được? ơ ờ, hay, bây giờ con bé có thai, cháu nên ngủ riêng đi chứ. suốt ngày bám vợ là sao? không được, vợ cháu phải bám chứ bà nội cũng do cháu ái như mới có em bé chứ không còn lâu bà mới có cháu nội. bà vào thăm tí bà về nha. bà thanh lắc đầu, không, cháu nói nhiều quá đấy. bà thanh đi lên thẳng phòng của dương phong đẩy cửa vào thì thấy Ái Như đang chuẩn bị đứng dậy. Bà liền đi tới. Cháu dậy rồi à? Nằm ngủ chút xíu nữa đi. Ái Như ngạc nhiên khi thấy bà nội đến giờ này cô liền hỏi. Bà tới đây sớm thế ạ? À? Đêm qua nghe Thẳng Phong gọi. Bà mừng quá cả đêm không ngủ được nên bà qua sớm luôn. Thế thế nào rồi Ái Như? Có mệt không? Hôm qua bà thấy cháu mệt bà nghi nghi rồi. Ái Như lắc đầu. Dạ cháu không có mệt ạ. À? Chỉ hay buồn nôn tí thôi ạ. À? Giờ có thai còn mang thai đôi Ở nhà dưỡng sức đi Đừng tới công ty làm nữa để Dương Phong lo Bà cũng chuyển tới đây ở với hai đứa luôn Bà mừng quá được rước cả cháu dâu Còn hai đứa cháu cố nữa Dương Phong mở cửa ra cào nhào Biết thế hôm qua không báo cho bà nội biết đâu Giờ qua đây giành vợ của cháu chứ Nhìn khuôn mặt Dương Phong Làm cô bật cười Chồng này bà thích cháu thì qua đây ở Có sao đâu anh Nhưng hai đứa con anh chưa đẻ mà vợ Bà qua đây đòi ngủ với em Còn anh thì sao đây Bà thanh bĩu môi Gớm ai thèm dành với anh Ngày tôi nói ở với Ái Như Tối tôi nhường cho không được à Dương Phong nghe vậy giãn mặt ra rồi cười Dạ vậy cũng được ạ à. Bây giờ cháu đi nấu ăn sáng cho vợ cháu đây Khỏi cô giúp việc nấu sẵn rồi mới đem qua Dương nói cô múc lên cho Ái Như Ôi bà thương cháu thế Vậy bà ở nhà chăm sóc vợ cháu cẩn thận nha Chiều cháu về sớm ạ à? Ái Như liền nói: "Bầu đang nhỏ, em đi làm được mà anh." Dương Phong lắc đầu: "Em ở nhà dưỡng thai đi, công việc để anh lo, em thích ăn gì gọi anh mua cho nhé." Dạ. Bà Thanh lên tiếng: "Đi làm thì lo đi đi, có bà ở đây lo cho Ái Như rồi." Dương Phong hỏi: "Bà có nói với ba mẹ cháu không vậy?" Bà Thanh lắc đầu: "Hôm qua ba mẹ cháu ngủ sáng vẫn chưa thấy dậy nên bà đi luôn. Cháu gọi về cho mẹ cháu biết đi, cho mẹ cháu vui." Giờ chắc sáng mắt ra rồi đấy Cấm cản cho lắm vào Dạ có gì đến công ty cháu gọi sau Ừ đi nhanh đi Dương Phong cau có Cháu là cháu của bà đấy Sao bà cứ đuổi cháu hoài vậy Năm nay bao nhiêu tuổi rồi Dương Phong Cháu được làm ba rồi đấy Trước đây tính nết đâu có như vậy Giờ thay đổi quá vậy Không ai nói cháu 35 tuổi đâu Tính như Tuấn Khang rồi đó Đi làm nhanh đi Để ai như nghỉ ngơi đi dương phong cạn lời với bà nội rồi đi tới hôn vào má ái như chồng đi làm đây chiều chồng về sớm với vợ nha ọe ái như bụng miệng lại liền đi thẳng vào nhà vệ sinh trước sự ngơ ngác của dương phong cháu nói buồn nôn quá đấy sao kỳ vậy bình thường cháu cũng nói với vợ như vậy có sao đâu bà nhớ chăm sóc vợ cháu thật tốt đó bà thanh xua tay biết rồi đi mau đi dương phong đi lấy quần áo ra ngoài tiến về phòng khác thay xong rồi bắt đầu đi làm, tâm trạng hôm nay anh rất vui vẻ, cầm điện thoại gọi cho ba mẹ biết tin, rồi tập trung lái xe tới công ty. 5 năm sau, Nhím ơi, Bi ơi, vào ăn cơm con ơi, ba nấu xong rồi này. Nghe giọng Dương Phong gọi cô liền nói, anh không gọi em hả chồng, từ khi có con anh không còn thương em nữa sao? Dương Phong khẽ cười. Sao lại không thương em được hả vợ, để anh cho hai đứa ăn rồi cho vợ ăn nha ái như nhõng nhẽo em muốn ăn cùng con cơ dương phong gật gật được giờ anh cho em ăn trước rồi hai đứa kia ăn sau nha chứ tối hai đứa dành chỗ ngủ của chồng hay cho hai đứa ngủ riêng đi vợ nhím đi tới nắm lấy tay mẹ mẹ ơi con muốn ăn cơm ái như xoa đầu đi theo mẹ pin thả đồ chơi chạy tới con cũng muốn mẹ cho con ăn ạ à? dương phong quát hai đứa ra đây ba cho ăn để mẹ nghỉ ngơi đi nhím với pin lắc đầu ba ăn một mình đi ạ à? dương phong cau có nói từ ngày mai ba sẽ đưa hai đứa về nội ở hai đứa không được ở đây nữa nhím lắc đầu lia lịa ba đừng dành mẹ của con ba về bà nội ở đi suốt ngày dành mẹ với ba không chán hả đi xuống ăn cơm mau lên lời dương phong vừa dứt thì nghe tiếng chuông bên ngoài anh nói giờ trưa ai lại tới đây chứ ái như nói anh ra mở cửa đi để em cho hai đứa ăn ừ em cứ để đó đi tí anh vào cho hai đứa cho không lại mệt đấy dường phòng đi thẳng ra ngoài mở cửa ra thì thấy vợ chồng tuấn khang còn có cả Gia huy nữa anh liền nói mấy đứa tới đây làm gì hả tuấn khang trêu chọc quan thăm hai đứa cháu đích nhôm không được à chú giờ ăn cơm qua làm gì hả Gia huy xen vào quan cơm ké đó chú không chú nấu chỉ đủ gia đình chú ăn thôi tuấn khang cười cháu cũng mang thức ăn qua đây. Hôm nay sinh nhật cháu nên cháu muốn qua đây ăn nhậu để chú dọn dẹp. Dương Phong cao mày. Này, chú không rảnh để dọn dẹp cho mấy đứa đâu nha. Tuấn Khang không thèm đáp lại mà kéo Mỹ Lệ đi vào trong gọi lớn. Bin nhím ơi, chú Khang tới rồi này. Nhím với Bin đang ngồi nghe tiếng chú Khang liền chạy ra. Chú Khang tới chơi ạ, à? có mua quà gì cho hai cháu không đó? Nghe nhím nói Tuấn Khang cầm mấy đồ chơi đưa ra cho hai đứa. Đây của hai đứa đây Ái như từ phòng bếp bước ra nói Qua chơi được rồi sao lại mua đồ chơi cho hai đứa vậy Khang Đồ chơi nhiều lắm rồi đó Tuấn Khang nói Mua cho chơi Mai mốt Mỹ Lệ sinh em bé Chú Phong mua lại lo gì Giờ vào bàn ăn nhậu đi Thím Như ơi Dương Phong đi tới gắt lên Không được rủ vợ chú nhậu nữa Tuấn Khang trêu chọc Thế chú muốn sản xuất em bé tiếp không Dương Phong lắc đầu Nhà có ba đủ rồi không đẻ nữa Á à như nhíu mày Anh nói em là con anh à Dương Phong liền lắc đầu Ý anh không phải thế Anh chăm hai đứa quậy đủ rồi Anh còn lo cho vợ nữa mà Giờ sinh tiếp lấy thời gian đâu chăm vợ Nhím ngước lên nói Sao ba lúc nào cũng mẹ mẹ Rồi cứ đuổi con với nhím qua nội à Con không chịu đâu Tuấn Khang cười nói với nhím Thế con muốn có em tiếp không nhím Nhím cười nhai hai hàm răng xuống nói Dạ có ạ à? Vậy phải xiêng qua nội Để ba mẹ sản xuất em bé cho nhím nha Dạ Cấp Tuấn Khang ôm lấy đầu la lên Sao chú lại gõ đầu cháu Dương Phong nói Cháu giờ đã 30 tuổi rồi đấy Sắp có con, con đừng ăn nói như thời trẻ trâu được không hả Vâng cháu không nói nữa Em yêu ngồi đây để anh đi dọn đồ Rồi chúng ta cùng ăn nhé Mỹ Lệ gật đầu Dạ Tuấn Khang đứng dậy quay sang Giao Huy Mày xuống phụ với tao đi Giao Huy nói Tao là khách mà bắt tao phụ Đàn ông chưa vợ nên phụ đi 30 tuổi không có mảnh tình bắt vai Đổ ế Này tao có mà đầy nhưng tao không thích thôi nhé Nhìn Tuấn Khang với Gia Huy rời đi Ái như quay sang Mỹ Lệ Có ngén gì không em Ăn được chứ Mỹ Lệ gật đầu Dạ em ăn uống bình thường à chị Anh Khang giống như chú Phong ấy Bắt em ăn uống rồi nghỉ ngơi Không cho em làm gì cả Cô khẽ cười nhìn xuống bếp Cô hạnh phúc khi lấy được Dương Phong, anh cưng chiều cô hết mực, con cái anh đều tranh chăm sóc, anh sợ cô mệt. Nhìn anh làm cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, còn có gia đình chồng rất yêu quý. Cảm ơn ông trời đã cho cô được nhìn ngắm những thiên thần và người đàn ông của đời mình, một người luôn tốt, luôn yêu thương, che chở, bảo vệ cô và các con, một người chồng một người cha là niềm mơ ước của bao người phụ nữ và là niềm tự hào của riêng cô. các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phải lòng chú già của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.